Cắt mí phượng khác với cắt mí thông thường như thế nào? Có cái 4 điểm khác nhau giữa cắt mí thông thường và cắt mí phượng các chị em phải nắm được nhé. Đặc điểm thứ nhất đó là cái form của mí hay là cái hình dáng của nếp mí. Cắt mí thường thì theo đúng cái nếp cơ, nghĩa là vòng lên và vòng xuống. Nhưng mà cắt mí phượng thì khác, cái góc trong của nếp mí thường nhỏ hơn và đi ngang, sau đó cái đuôi là phải đi dài hơn. Đấy là cái form của nếp mí. Và đặc điểm thứ hai khác biệt đó là cái độ dài của nếp mí. Cái độ dài của nếp mí thường ấy, thường sẽ ngắn hơn một chút, thường sẽ dừng lại đuôi thôi. Nhưng mà nếp mí phượng thường dài thường đến 2-3mm so với cắt mí thường. Và đặc điểm thứ ba đó chính là độ tươi của bờ mi. Khi mà cắt mí thường ấy, thì cái bờ mi có thể bình thường, không có độ tươi. Nhưng mà cắt mí phượng ấy, thì khác, là bờ mi của khách hàng sẽ hơi vểnh lên một chút. Và đặc biệt là phần giữa và phần đuôi mắt thì sẽ tươi hơn. Nên khách hàng khi mà mở mắt hoặc khi mà biểu lộ cảm xúc ấy, là có hồn hơn. Và một đặc điểm nữa rất quan trọng đó là con người của mắt, độ to của mắt. Cắt mí phượng thì làm mắt long lanh hơn và cắt mí thường thì không làm được như điều đó. Đó chính là khi mà bác sĩ mà cắt mí phượng là thổi hồn vào khuôn mắt. Đó chính là 4 đặc điểm quan trọng giữa cắt mí thường và cắt mí phượng các chị em cần biết và chọn cái phương pháp nào hợp lý cho mình. Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn phương pháp nào, cắt mí thường hay cắt mí phượng? Nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì, các bạn đừng ngần ngại hãy để lại comment dưới video và đừng quên like, chia sẻ kênh của bác sĩ. Trân trọng cảm ơn.